Quay chuyến đi không phải là ý định nhất thời nên Yến Mị đã sớm mua vé cho cả hai. Nhưng có lẽ là để tăng cường trải nghiệm cho du khách, hãy cung đã giới hạn số lượng người vào mỗi khung giờ. Ngay cả khi đã mua vé cũng không thể vào hầm vang ngay mà phải đến bày soát vé trước, đợi đến khi màn hình hiển thị số tương ứng mới được vào. Diệp Ký Hư nhìn về phía xa xa, có hai hàng người đang xếp hàng soát vé. Tuy rằng tốc độ cũng khá nhanh, nhưng có vẻ như cũng phải đứng chờ rất lâu. Lúc này có vẻ như phải hễ hẹn một chút. Tuy nhiên, trước khi Diệp Ký Hư lên tiếng, người bên cạnh đã nói, để anh đi xếp hàng. Lần trước là Ký Hư đi đợi Su chơi game, lúc đó người chen chúc đông hơn nhiều, anh không quen, chỉ đứng bên cạnh nhìn nên mới để Ký Hư vất vả như vậy. Lần này nhất định sẽ không như thế nữa, tuy là trao đổi nhưng lại mang ý tứ không cho phép từ chối. Diệp Ký Hư chỉ là xếp hàng thôi mà, cũng không đến nỗi vất vả. Cậu đang định nói hay là để em đi, thì đôi mắt đen láy của Yến Mị nhìn chăm chăm vào cậu, khiến cho những lời định nói ra cũng bất giác nghẹn lại trong cổ họng. Anh muốn làm như vậy, chỉ cần được ở bên cạnh Ký Hư, dù có phải xếp hàng cũng vui vẻ. Chắc là đang nói lời nói khách sáo thôi, giống như lần hẹn hò trước, nói đến nơi em thường đến, vậy chỉ là khách sáo mà thôi. Nhưng không thể không nói, nghe được những lời tương tự như vậy từ miệng đối phương, quả thật sẽ khiến bất kỳ ai cũng thấy tim đập thình thịch, nảy sinh một loại ảo giác mình rất đặc biệt là người nói lại còn là Yến Mị, người mà vô số người bằng ánh mắt si mê nguyện ý hy sinh cả tính mạng dù chỉ để nói một câu với anh. Diệp Ký Hư phải hết sức cẩn thận mới có thể thoát khỏi bầu không khí duy nhất tồn tại này. Đừng tự tin như vậy, hãy nghĩ đến những người thích Yến Mị, cho dù có cuồng nhiệt có say đắm đến đâu vì muốn được bắt chuyện với Yến Mị, dù có phải nhảy xuống hồ nước lạnh giá cũng không tiếc, nhưng vẫn bị ném sang một bên đầy phũ phàng chán ghét. Khi nhắc đến tên, khóe miệng Yến Mị hiện lên nụ cười chế nhiễu khinh thường. Những người đó rốt cuộc là bị chinh phục bởi điều gì? Gương mặt hay là thái độ hay là những lời nói dễ gây hiểu nhầm? Và giây sau nói Yến Mị đưa tay ra, giây tiếp theo má phải của cậu bị một hơi ấm bao phủ. Đối phương khẽ xoa xoa vài cái, anh đi đây đừng nói chuyện với người lạ. Nhận được lời bảo đảm, Yến Mị buông tay. Diệp Ký Hư im lặng nhìn theo bóng lưng đối phương rời đi. Nhưng trước khi đối phương đi khuất hẳn, cậu đột nhiên nhớ ra một chuyện, lên tiếng gọi với heo. Yến Mị, giọng cậu không lớn, chỉ là nói chuyện bình thường, nhưng Yến Mị vẫn nghe thấy ngay lập tức, dừng bước, quay người lại. Sao vậy? Diệp Ký Hư cúi đầu, lục lọi trong túi áo phát một lúc, móc phá, hệ phòng ký túc xá, đâu mất rồi? Cậu ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt Yến Mị. Diệp Ký Hư không khỏi ngẩn người nhìn khuôn mặt của hắn. Hóa ra lúc cậu cúi đầu tìm kiếm, Yến Mị chỉ cúi đầu nhìn cậu, khóe miệng luôn treo nụ cười mỉm, kiên nhẫn chờ đợi động tác của cậu, không hề lộ ra vẻ mặt sốt ruột, cũng không lên tiếng thúc giục. Tìm thấy chưa? Tìm thấy rồi. Đầu ngón tay Diệp Ký Hư chạm vào thứ gì đó, sau đó cậu ngẩng đầu lên, đưa thứ đó về phía hắn. Diệp Ký Hư nhìn thấy người trước mặt nhận lấy, sau đó di chuyển tầm mắt, ánh mắt rơi vào thứ tên trai, đó là khẩu trang. Sự tồn tại của Yến Mị quá nói bật, ở những nơi đông người, tình trạng bị dòm ngó sẽ càng nghiêm trọng hơn. Ngay cả lúc này, những người nam nữ đi ngang qua người Yến Mị, cho dù có bạn đồng hành ở bên cạnh, khi đi ngang qua hắn, đều nhìn không nhịn được, tham lam liếc mắt về phía hắn, từng đôi mắt như muốn dính chặt vào lưng hắn. Dù sao đây cũng là Yến Mị, nhưng cứ nghĩ đến những ánh mắt si mê dính chặt vào người đối phương, Diệp Ký Hư lại cảm thấy rất khó chịu, như thể bị thứ gì đó kỳ quái mất lý trí nhìn chăm chăm bao quây, có một loại xung đột muốn che chắn trước người Yến Mị. Vậy nên sáng nay đã cố ý mang theo cái này, không muốn để nhiều người nhìn Yến Mị như vậy. Đó là suy nghĩ thẳng thắn của cậu, không cần tìm hiểu nguyên nhân. Tuy nhiên, Yến Mị lại ngẩng đầu nhìn cậu chăm chăm vài giây, không nói gì, không khí im lặng, giữa hai người tràn ngập tiếng ồn ào của những người khác. Tiếng báo số vốn bị bỏ qua, lúc này lại vang lên bên tai, 239, 240, bùm, bùm, bùm. Nhịp tim trong lồng ngực Diệp Ký Hư đột nhiên tăng tốc vì tiếng báo số vang lên. Đợi đã, mình như vậy có tính là vượt quá giới hạn hay không? Bây giờ nghĩ lại, hình như là đang nói không cho người khác nhìn anh, chỉ có mình em mới được nhìn vậy. Có người đi ngang qua sau lưng Yến Mị phát ra tiếng giày ma sát với mặt đất ken két, khiến tai người ta truyền đến một loại cảm giác khó chịu. Diệp Ký Hư khôi khỏi đâu vậy? Cậu muốn lấy lại khẩu trang, nhưng Yến Mị lại đột nhiên cử động, hắn giơ tay né tránh tay cậu đưa tới, từ chối. Không cần, Diệp Ký Hư không lấy lại được. Đúng là chiều cao thật sự rất quan trọng, nhưng trước mặt cậu, Yến Mị làm tất cả những điều này chỉ nhìn chằm chằm vào cậu, đôi mắt đen láy, không nhìn thấy bất cứ thứ gì,
Trong lòng bàn tay đang cầm khẩu trang, Mộc Tệ cậu đưa cho, chậm rãi, từ từ siết chặt ngón tay. Bao bì nhựa kém chất lượng trên tay phát ra tiếng sòn sọt nhào nát, khiến người ta có cảm giác như trái tim mình cũng bị siết chặt. Đột nhiên, người trước mặt cúi đầu nói, đáng yêu quá, anh rất thích Ký Hư. Bất ngờ nghe thấy lời này, đầu óc Diệp Ký Hư trống rỗng mấy giây. Cái gì cơ? Sao lại đột nhiên nói những lời này? Yến Mị không giải thích, dường như chỉ là hận miệng nói ra. Sau đó, hắn không đeo khẩu trang mà cất vào trong túi áo khoác của mình, xoay người đi về phía hàng người đang xếp hàng, chỉ để lại Diệp Ký Hư im lặng nhìn chằm chằm bóng lưng hắn. Cậu rơi vào bó gói, nhưng thôi bỏ đi, đã quen rồi. Thích là thứ hắn thường xuyên treo ở bên miệng, giống như tiếp xúc cơ thể, về bản chất là vô nghĩa. Cuối cùng vẫn không đeo khẩu trang. Quả nhiên, bạn trai kiểm soát quá mức sẽ khiến người ta chán ghét, như vậy là vượt quá giới hạn rồi. Mặt Diệp Ký Hư không cảm xúc, ngón tay buông hỏng, bên người co giật một cái, sau đó liền dời tầm mắt khỏi người Yến Mị. Đến sớm nên thầy cung chưa đông người lắm, ngoài chợ xếp hàng có hơi đông đúc ra, những nơi khác đều ổn. Ở sảnh trung tâm có bố trí và dãy ghế cho du khách nghỉ ngơi. Cách cậu vài bước chân có một chỗ trống, chỉ là bên trái nó đột nhiên có người ngồi xuống. Bàn chân Diệp Ký Hư đang hướng về phía chỗ ngồi bỗng khựng lại. Cậu đứng im không nhúc nhích, sau đó ánh mắt cậu lướt qua chỗ ngồi trống, đảo quanh đông đông tìm kiếm điều gì đó. Dần dần mọi người đến đông hơn, nửa phút sau cuối cùng cậu cũng tìm thấy một góc khuất không có ai. Mặc dù phải đi xa hơn một chút, trái với tính cách ngại phiền phức của mình, cậu vẫn không chút do dự đi tới ngồi xuống, cơ thể cứng đờ cũng thả lỏng. Rồi Diệp Ký Hư lấy chiếc điện thoại đã bỏ không từ lâu ra, là một người không có đời sống xã hội, không chút hồi hộp, cậu rất tự nhiên hướng điện thoại như không có gì xảy ra. Nhưng lần này lại khác, Diệp Ký Hư không mở game thường chơi mà lại nhấp vào diễn đàn trường, vẫn rất tò mò kết quả cuộc thi mô hình hóa toán học thế nào rồi. Mặc dù đã đi chơi với Yến Mị, nhưng cậu vẫn không quên chuyện này. Giả như có thêm thông tin thì tốt biết mấy. Kết quả được thông báo vào cuối tháng 5, nhưng do sự hướng dẫn của cậu vẫn chưa có động tĩnh gì. Cuộc thi lần này là thi đấu đơn, nghĩa là trong cả nhóm nghiên cứu chỉ có một mình cậu tham gia. Nói cách khác, ngoài giáo sư giúp cậu sửa sang luận văn ra thì không có bạn học nào khác hợp tác. Mà lần này ở pha học toán học chỉ có mình cậu tham gia, vì vậy cả pha cũng không có ai để hỏi là không đọc giải sao. Nhưng ít nhất cũng nên nói với cậu một tiếng chứ. Ngay cả trên diễn đàn cũng không có bất kỳ nội dung nào liên quan đến cuộc thi. Hôm qua hỏi thì giáo sư không trả lời tin nhắn, sau đó cũng hỏi cố vấn học tập, đối phương nói giáo sư Trần có thể có một hội nghị ở xa phải tham dự, có lẽ phải đến ngày kia mới về trường, vì vậy không có cách nào để hỏi trực tiếp, hay là đợi đến ngày kia vậy. Nhưng nếu có thể giải quyết được cho điện thoại, cậu không muốn ở riêng với giáo sư Trần. Mỗi lần đến văn phòng của ông ta, cậu đều cảm thấy khó chịu. Mặc dù hai người cách nhau một cái bàn làm việc, nhưng ánh mắt nhìn từ trên xuống dưới, cánh mũi phập phồng, chế nhạo cùng với thân hình béo núc ních khiến người ta có cảm giác không khí như bị ô nhiễm. Bất chợt, trong lòng Diệp Ký Hư nhân lên một nỗi buồn bực. Cậu bắt đầu hối hận vì lo trời mưa vào buổi tối nên đã mặc áo phát. Chất liệu của áo phát hơi hô ghép khiến cậu cảm thấy sau cổ nhói đau. Ngay cả những ngón tay đang cầm điện thoại cũng vô thức siết chặt. Tiền sinh hoạt sắp hết rồi, ba mẹ cậu vẫn như mọi khi gần như không nhớ đến đứa con trai này, phải rất lâu mới gửi tiền cho cậu. Nửa tháng sau, tức là khoảng cuối tháng 6, hình như là sinh nhật của Yến Mị, và sinh nhật cũng cần phải được suy nghĩ kỹ lưỡng, nhưng làm sao để chuẩn bị, tiền bạc đã trở thành vấn đề thực tế nhất. Diệp Ký Hư không biết chính xác ngày sinh nhật vì cậu cũng chỉ tình cờ biết được từ người khác. Yến Mị không chủ động nói với cậu là ngày nào, có lẽ là đang mong cậu tự phát hiện ra. Vì vậy an toàn nhất là chuẩn bị trước trong vài ngày tới. Nếu không phản ứng của Yến Mị thế nào thật không thể tưởng tượng được. Nhưng mà nếu hai người chia tay trước đó thì không cần chuẩn bị nữa. Không, thôi đi vậy. Hay vì nghĩ đến điều này, tốt hơn hết là nên cân nhắc lại vấn đề tiền bạc. Diệp Ký Thư cũng đã đăng bài trên diễn đàn hỏi về cuộc thi lần này. Số lượng phản hồi rất ít, không có thông tin hữu ích nào. Lần này cậu kiểm tra lại vẫn như vậy, không có phản hồi mới. Nếu vậy bây giờ vẫn chưa có tin tức của ai khác, chỉ có thể đợi đến ngày kia mới đến gặp giáo sư. Trong ngôn sống của Diệp Ký Hư là những việc không thể giải quyết được hãy để dành cho bản thân ngày mai, dù sao đó cũng không phải là việc mà bản thân hiện tại có thể làm được. Cho dù có lo lắng cũng vô ích. Vì vậy cậu chỉ hóng phiền một chút rồi quyết định chơi game một lúc rồi tính tiếp. Nhưng
Ngay khi cậu chuẩn bị tắt diễn đàn thì bỗng nhiên điện thoại rung lên. Diệp Ký Hư nhìn vào góc dưới bên phải diễn đàn. Bên trên ảnh đại diện mặc định có tài khoản đột nhiên xuất hiện một chấm đỏ nhỏ, có người nhắn tin riêng cho cậu. Cậu khựng lại, sau đó bấm vào. Bạn có một lời chào từ người lạ. Bấm vào lần nữa. Anh thấy bài đăng của em. Xin lỗi, tối qua sau khi gặp em, anh không nhận được mà tìm kiếm tài khoản của em trên diễn đàn. Không ngờ lại thấy em đã đăng bài này trước đó. Em vẫn còn quan tâm đến cuộc thi đó sao? Anh có chuyện muốn nói với em. Anh đại diện có người la mặt gọi tin nhắn đập vào mắt. Thật nhìn rất ấn tượng. Đó là một cặp nhãn cầu vừa mới bị mau ra. Nhãn cầu đẫm máu, nhưng xét về kích thước có vẻ như không phải của con người. Trong nó thuộc về một loài động vật nhỏ nào đó. Nhãn cầu vẫn còn dính liền với dây thần kinh chưa bị cắt đứt. Phong nền là chiếc bàn thí nghiệm mà sinh viên y khoa thường dùng. Hơn nữa, trên bức ảnh có ghi bốn chữ in đậm màu trắng: học chết tôi rồi. Rất dễ dàng để phán đoán đây là một sinh viên y khoa khác bị học hành bức khóa đến phát điên. Diệp Ký Hư không chắc chắn nghĩ đây chắc là ảnh mạng rồi. Đúng rồi, xin lỗi, vì quá lo lắng nên đã gửi cho em một tràng tin nhắn. Kết quả lại quên mất giới hạn bản thân, học y, thích những thứ đẫm máu, tối qua mới gặp. Tất cả những yếu tố còn lại cuối cùng đều tập trung vào một người, ông Du Hòa. Diệp Ký Hư gõ chữ. Người đàn anh câu lạc bộ điện ảnh có vẻ hoài sản nhưng lại có thể thản nhiên xem bộ phim Con Rít Người Kia. Tối qua trong nhà vệ sinh của câu lạc bộ, cậu vô tình bắt gặp cảnh tượng anh ta bị những người khác xúi dục đi theo đội Yến Mị. Lúc đó những người xung quanh anh ta liên tục tâng bốc anh ta, nhắc đến ba mẹ anh ta là bác sĩ nổi tiếng có bệnh viện tư nhân, vậy nên rất có thể anh ta cũng là sinh viên ngành y. Em còn nhớ tên anh là tốt rồi. Diệp Ký Hư không trả lời. Đối phương dường như cũng biết cậu quan tâm đến cuộc thi mô hình hơn nên không vòng vo thêm nữa. Anh ta nhanh chóng nói, anh thấy tên em rất quen, chỉ là chưa nhớ ra, bởi vì con trai của giáo sư Trần khoa của em bị bệnh phải nhập viện nên đã mời ba mẹ anh ăn cơm. Lúc đó anh cũng có mặt, họ nói chuyện đến quá trình cuộc thi mô hình. Diệp Ký Hư dừng lại một chút, đột nhiên cậu có linh cảm về điều gì đó mà đối phương sắp tới. Con trai của giáo sư Trần đang học cấp 2, mặc dù thành tích bình thường rất kém, nhưng lại bất ngờ giành được giải quán quân cuộc thi nhóm đào tạo mô hình toán học. Có lẽ sẽ được tuyển thẳng vào trường cấp 3 trực thuộc của trường đại học chúng ta. Anh không biết phải nói với em như thế nào, nên chỉ có thể nhắn tin cho em. Nếu em có chuyện gì, có thể gọi điện cho anh, số của anh ở bên dưới. Em không cười nhạo việc anh thích Yến Mị là anh rất biết ơn rồi. Nếu em cần gì, anh cũng có thể ở bên cạnh giúp đỡ. Ngay sau đó, bên dưới là một dãy số. Một lúc sau, Diệp Ký Hư khẽ động ngón tay. Cảm ơn. Nói lời cảm ơn trước. Sau đó, Diệp Ký Hư nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, ngẩn người. Thật kìa, cũng không phải là cậu chưa từng nghĩ đến khả năng này. Mặc dù trong khoa không hề có tin đồn xấu nào về giáo sư Trần, nhưng tối hôm đó, khi cậu đang viết luận văn cho cuộc thi mô hình, nghe thấy đoạn ghi âm được của giáo sư Trần gửi đến vô tình phát ra lâu ngoài. Người bạn cùng phòng mắc chứng sợ xã hội vốn luôn trốn trên giường, nói luôn một chuyện một mình với âm lượng nhỏ, lại đột nhiên thở hổn hển rất lạ, ầm ập, âm thanh méo mó như thể bị mắc kẹt trong đường ống nước. Chiếc giường như chứa đầy chất thải nhà bếp bị vứt bỏ, tỏ ra mùi hôi thối, ẩm mốc và vô cùng bẩn thỉu. Diệp Ký Hư không thể làm ngơ được, nhưng khi cậu dừng lại hỏi có chuyện gì vậy, đối phương chỉ lặp đi lặp lại câu nói đó đầy cứng ngắc. Tôi nhớ ra rồi, giáo sư Trần là ông ta đã khiến tôi. Có lẽ nhận ra mình không ở một mình, trong ký túc xá còn có Diệp Ký Hư nên giọng nói đột ngột dừng lại. Cậu không nhận được câu trả lời, nhưng từ ngày hôm đó, bức rèm cửa sổ đóng kín cuối cùng cũng hé mở một khe hở. Trong khe hở đó, một con người của người bạn cùng phòng đảo quanh, nhìn chằm chằm vào Diệp Ký Hư đầy hỗn loạn, cuối cùng cũng có thể giao tiếp bình thường với cậu. Mặc dù cậu không hỏi tiếp, nhưng tất cả những điều bất thường lúc trước bây giờ chỉ là được xác nhận mà thôi. Không chỉ riêng cậu mà có lẽ bạn cùng phòng cũng gặp phải trường hợp tương tự, chẳng trách là sốt ruột liên tục hỏi cậu kết quả cuộc thi mô hình như vậy. Lần này trở về, đối phương chắc chắn sẽ hỏi lại một lần nữa, không hề cứ kết thúc như vậy được. Ánh mắt Diệp Ký Hư lạnh lùng, cậu tuyệt đối không phải là người nhu nhược nhẫn nhịn. Ký Hư, cậu đang chìm trong suy nghĩ, trước mắt đột nhiên bị một bóng đèn che phất. Ngay sau đó, trên má truyền đến cảm giác lạnh buốt, có người trực tiếp áp hành chai đầy nước lạnh vào da cậu. Lạnh quá, tất cả suy nghĩ bay biến, ngay lập tức bị kéo trở lại hiện thực. Khát nước không, anh mua trà sữa tới cây cho em này, đã mở nắp giúp em rồi. Diệp Ký Hư ngẩng đầu, nhìn người trước mặt.
Cho đến khi ánh mắt hai người chạm nhau, Yến Mị mới mỉm cười, buông tay đang cầm chai nước xuống, làm như vô tình nói, vừa rồi đang nghĩ gì vậy, cứ nhìn chăm chăm vào điện thoại, đến cả anh đến cũng không biết gặp chuyện gì sao, có thể nói cho anh nghe được không? Dự án cuộc thi mô hình đó, bị Trần Quảng Hy cướp mất thành quả rồi. Trần Quảng Hy là vị giáo sư kia, Yến Mị trực tiếp nói ra tên của đối phương, không có chút ý thức của một người học trò chút nào. Nghe vậy, người đứng trước mặt không nói gì mà chỉ nghiêng đầu sang một bên, còn người đang lấy đã một vòng, ánh mắt nhìn chằm chằm vào khoảng không vô định, giống như đang suy nghĩ điều gì đó trong đầu về chuyện này của cậu. Phải làm sao đây? Vài phút trước, Diệp Bí Thư đã tự hỏi bản thân như vậy, nhưng đó chỉ là câu nói chợt lóe lên trong đầu khi cậu chưa kịp suy nghĩ. Thế nhưng, giờ phút này, phải làm sao đây? Yến Mị thản nhiên nói ra, Diệp Bí Thư khựng lại, mặc dù đối phương nói ra câu y hệt như cậu, nhưng lại mang đến cảm giác hoàn toàn khác, giống như là có vô số cách để giải quyết, nhưng vì một ràng buộc nào đó, vì chẳng ra làm sao cả, nên nhất thời khó mà giải quyết được. Tại sao mình lại có suy nghĩ toan tường như vậy chứ? Cả hai đều là học sinh, bất lực trước giáo sư là phản ứng bình thường mà thôi. Cánh tay Diệp Ký Hư buông hỏng bên người, cảm giác bờ vai như chịu nặng. Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng đối phương có thể giúp đỡ điều gì cho mình, chỉ là Yến Mị đã hỏi như vậy thì cậu thành thật trả lời mà thôi. Đó chỉ là một thắc mắc đơn giản. Mặc dù nghĩ như vậy, đáng lẽ ra cậu nên thấy nhẹ nhõm, nhưng xương bả vai vẫn co giật kéo theo dây thần kinh. Cậu không rời mắt nhìn chằm chằm vào người trước mặt, nước uống chảy ra giọt nước, lòng bàn tay không biết từ lúc nào đã trở nên nhấp nháp, cảm giác trơn trượt khiến dạ dày cậu cuộn nhào. Đột nhiên, Yến Mị vẫn giữ nguyên động tác đó, nhìn về phía cậu và khẽ cười. Anh biết rồi, Diệp Ký Hư sững sờ, cậu vừa định mở miệng hỏi ý kiến của đối phương là gì. Ông, đột nhiên, thứ gì đó cậu đang cầm trong tay rung lên, lời nói của cậu bị cắt ngang. Là cái gì vậy? Diệp Ký Hư dời mắt, theo bản năng nhìn về phía phát ra âm thanh, là chiếc điện thoại đã phá màn hình nhưng cậu quên cất vào túi. Có lẽ vì vừa mới sử dụng cộng thêm máy đo cũ nên lúc này nó ở trong tay cậu đã nóng đến mức đáng kinh ngạc, nhiệt độ cao liên tục truyền đến lòng bàn tay, vùng da đó đã hoàn toàn đỏ ửng lên. Người bình thường chắc chắn đã cảm thấy ngứa găm ghen và đau đớn khó chịu, nhưng cậu lại không hề hay biết là vì bị hành động của Yến Mị thu hút hoàn toàn sao. Diệp Ký Hư cố gắng lấy lại tinh thần, giơ tay lên nhìn màn hình. Mặc dù chưa mở khóa, nhưng khi vừa giơ điện thoại lên, tin nhắn hiển thị trên màn hình sẽ hiện ra nội dung đại khái trong tầm mắt cậu, là thông báo chính thức của trò chơi cậu chơi tối qua. Diệp Ký Hư lướt qua một lượt, là chúc mừng cậu đã trở thành người chơi thứ 23 trên thế giới phá đảo trò chơi, nhận được phần thưởng đặc biệt, cần kịp thời đăng nhập vào trò chơi để nhận thưởng. Đối với những trò chơi đã phá đảo, cậu Hùng sẽ không chơi lại lần thứ hai vì cảm thấy nhàm chán khi đã biết trước nội dung. Bởi vậy nên dù đã xem tin nhắn, cậu chỉ lướt ngón tay cái sang phải để xóa nó, ngẩng đầu lên lần nữa, quả nhiên bắt gặp ánh mắt Yến Mị đang nhìn mình. Đối phương rõ ràng đã nhìn thấy hành động vừa rồi của cậu. Sau khi chạm mắt, Yến Mị khẽ cười, nhưng nụ cười không chạm đến đáy mắt. Ký Hư luôn chú ý đến thông báo mới, xem ra em rất thích trò chơi này, nhưng chỉ cần thấy chán ghét em sẽ dễ dàng vứt bỏ như vậy. Diệp Ký Hư giận rồi sao? Hình như là giận rồi. Tại sao? Vì cậu thích chơi game ư? Rõ ràng trong lòng cảm thấy hoang mang, đáng lẽ nên sớm nghĩ cách đền bù, nhưng phản ứng đầu tiên của Diệp Ký Hư lại là thở phào nhẹ nhõm. Bởi vì Yến Mị như vậy mới khiến cậu cảm thấy quen thuộc, vẻ mặt thản nhiên vừa rồi của đối phương giống như một chiếc mặt nạ nhân cách giả tạo bị rơi xuống, để lộ ra những hớ hệt chân thật và đẫm máu, khiến người ta không khỏi rùng mình. Là ảo giác của bản thân hay là di chứng của trò chơi đây? Nhưng bây giờ nghĩ lại, từ đầu đến cuối, đôi mắt đen láy của Yến Mị chưa bao giờ thay đổi. Hình như đối phương đang nói gì đó, nhưng không hiểu sao mình lại không nghe lọt tai. Diệp Ký Hư nhìn chằm chằm vào đôi môi mỏng đang mấp máy của Yến Mị. Có những người dù có tức giận cũng khiến người khác không thể giận theo. Chính là bởi vì chỉ cần nhìn thấy khuôn mặt này, mọi cảm xúc tiêu cực đều sẽ tan biến. Nếu là tức giận thì nắm tay là được rồi. Theo hỏa hận trước đây của hai người, chỉ cần Diệp Ký Hư đưa tay ra, đối phương sẽ nhanh chóng quay về bộ dạng bình thường. Nhưng lúc này, không biết tại sao Diệp Ký Hư đột nhiên không muốn làm như vậy nữa. Ký Hư hình như nhận ra cậu đang lơ đãng. Đối phương đột nhiên ngừng lại. Sao em không nói gì? Vẫn còn lo lắng chuyện đó sao? Anh sẽ giải quyết. Sau đó, đối phương giơ tay lên, có lẽ là muốn giống như thường lệ, chỉ là chủ động nắm lấy tay cậu.
Nhưng giữa phản xạ có điều kiện và đầu óc đang gối bời, Diệp Ký Hư vô thức lùi lại một bước, trách đi bàn tay đang đưa về phía mình. Bàn tay giơ ra, ngừng lơ lửng giữa không trung, Diệp Ký Hư bỗng nhiên bừng tỉnh, cậu vội vàng dừng bước, không tiếp tục kéo dài khoảng cách giữa hai người. Cả hai dừng lại ở khoảng cách nửa mét. Theo trực giác mách bảo, Diệp Ký Hư cố gắng giữ vẻ mặt vô cảm như thường lệ, chỉ đổi tay cầm ly nước, hành ly lạnh lẽo áp vào vùng da bị điện thoại làm bỏng rát. Hai luồng nhiệt trái ngược nhau giao hòa trong lòng bàn tay, làn da truyền đến cảm giác tê dại. Cậu gần như không còn cảm nhận được sự tồn tại của bàn tay nữa, không nghe thấy tiếng ai nói gì. Bầu không khí bị bao trùm bởi sự im lặng chết chóc. Tại sao lại tránh né anh? Tai khó chịu, không biết vì sao Diệp Ký Hư lại nói dối. Tim cậu đập hình hịch, sau đó cậu ngẩng đầu lên, chìa tay về phía người đang đứng bất động kia. Bị bỏng rồi, cậu giải thích, em muốn cầm đồ uống, nên lời nói phía sau biến mất. Yến Mị nhìn cậu với vẻ mặt vô cảm, hắn không trả lời, trên mặt dường như phủ một tầng u ám không giống người thường. Một giây, hai giây, nhịp tim Diệp Ký Hư đập càng lúc càng nhanh. Đột nhiên, gương mặt đó trở lại bình thường, hiện lên vẻ lo lắng, không giống như một vẻ mặt giả tạo. Ra là vậy, có bị nặng không? Hay là đi khám bác sĩ nhé? Diệp Ký Hư nói, không sao, chỉ cần chùm đá một lúc là khỏi. Cậu đỡ tay cầm đồ uống rồi xà lòng bàn tay ra, nghiêm túc cho Yến Mị xem, không muốn khiến đối phương thật sự lo lắng. Đúng là chỉ bị hư ngoài da. Sau khi áp đồ uống lạnh một lúc, vết sưng đỏ đã gần như biến mất. Anh xem, Diệp Ký Hư nói, khỏi rồi này. Yến Mị cúi mắt, giơ tay lên, đầu ngón tay miết nhẹ lên lòng bàn tay cậu. So với trước đây, dường như có dùng lực mạnh hơn, nơi bị chạm vào có cảm giác ngứa ghen, còn vị trí bị bỏng lại mẫn cảm như hệt non, bị đối phương chạm vào tạo ra một loại đau đớn tê dại. Lòng bàn tay có ba đường chỉ tay, đường sinh mệnh, đường sự nghiệp và đường tình duyên lần lượt bị ấn xuống. Nếu dùng thêm chút lực, có lẽ sẽ bị bầm tím, nhưng ở mức độ hiện tại lại khiến bắp chân cậu căng cứng, không thể phớt lờ cảm giác lưu lại trên tay. Diệp Ký Hư cố gắng kìm nén không gục tay lại, khó chịu thật, mãi đến khi đối phương khâu tay lại, cơ thể căng cứng của cậu mới hạ lỏng. Chợt nhận ra bản thân lúc nãy vậy mà lại nín thở. Vậy thì tốt, vừa rồi anh nghe thấy gọi số rồi, bây giờ chúng ta nên vào thôi. Nếu em thấy khó chịu ở đâu, nhất định phải nói cho anh biết đấy. Diệp Ký Hư vội vàng gật đầu, thật khó để nói rằng lúc này cậu không hề có ý định nhanh chóng chuyển đủ đề. Nếu trên màn hình hiển thị số tương ứng, chỉ cần lấy vé ra kiểm tra xem có phải là người đó hay không là có thể vào cửa. Yến Mị đưa vé của hai người cho nhân viên xóa vé, chờ đợi dòng người di chuyển tiến vào cổng vòm kính trong suốt của hệ tinh. Những lúc nhàm chán thế này, Diệp Ký Hư nhất định sẽ lấy điện thoại ra chơi game một lúc, giết thời gian khi xếp hàng. Nhưng lần này cậu lại không làm như vậy. Chuyện vừa rồi khiến cậu càng thêm tỉnh táo. Quy đã quyết định sẽ để buổi hẹn hò lần thứ hai diễn ra hoàn hảo. Cậu sẽ không làm những chuyện phá hủy bầu không khí như trước nữa. Những ánh mắt xung quanh tự cho là che giấu rất kỹ, nhưng lại giống như vách kính trong suốt của hệ cung bị đèn chiếu sáng phản xíu xuống những gợn sóng trên sàn nhà, nhẹ nhàng lay động, tập trung vào khung quanh chính mị, lấp đầy không gian tồn tại quanh hắn. Nếu không có Diệp Ký Hư, có lẽ khẳng định là những du khách đang nhìn chằm chằm Yến Mị nhất định sẽ bắt chuyện với anh. Ít nhất là chuyện này vẫn giống như mọi khi. Đang lúc cậu trầm ngâm, người phía trước đột nhiên nói, người vừa rồi nhắn tin cho em là ai? Ôm nhu hòa, dường như chỉ là hỏi bâng vơ, nhưng ở nơi Diệp Ký Hư không chú ý tới, trên gương mặt khang heo nụ cười nhàn nhạt kia dần hiện lên một tầng u ám khiến người ta rùng mình. Lầm lầm đứng phía sau dòng người xếp hàng, dùng ánh mắt liếc nhìn phía trước, cũng không thèm nhìn miếng bánh mì đã cắn một miếng trên tay mình. Cảm giác khô khốc mắng nghẹt ở cổ họng, anh ta xích chút nữa thì bị sặc, vội vàng cầm lấy ly đồ uống bên cạnh uống ừng ực một hơi. Khụ, nguy hiểm thật, xích chút nữa thì ngạn chết. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, cục quản lý có trả lương tăng ca suốt đêm không nhỉ? Lầm lần đang thực hiện nhiệm vụ sau khi đưa hai sinh viên có liên quan đến nguồn lây nhiễm 3301 đến khu thu dung gần nhất để theo dõi. Anh ta đã dành cả một tiếng đồng hồ để báo cáo nhiệm vụ cho trụ sở chính, sau đó lập tức quay trở lại trường đại học, dừng xe dưới ký túc xá của Diệp Ký Hư. Mà bây giờ ánh mắt anh ta rơi vào một nơi cách đó không xa. Diệp Ký Hư chính là vì cậu nên anh ta mới xuất hiện ở đây. Cả đêm qua Lâm Lân căn bản không hề chợp mắt, chỉ là trong lúc giám sát tranh thủ chạy ù ra cửa hàng tiện lợi mua đại thứ gì đó bỏ bụng mà thôi.
Diệp Ký Hư rất quan trọng. Anh ta bắt buộc phải theo sát hành tung của cậu mọi lúc, mọi nơi, bởi vì mục tiêu tấn công đầu tiên của nguồn lây nhiễm 3301 chắc chắn là Diệp Ký Hư. Lý do Lâm Lân dám khẳng định như vậy là bởi vì nguồn lây nhiễm 3301 tính đến thời điểm hiện tại mới chỉ chuyển biến chưa đầy 24 tiếng đồng hồ. Đây là giai đoạn thứ nhất, tương đối đơn giản, dễ xử lý, bởi vì vừa mới hoàn thành biến đổi, trong đầu chúng nó vẫn còn hỗn loạn, phương thức suy nghĩ vẫn chưa khôi phục lại trạng thái bình thường. Nguồn lây nhiễm 3301 đã gọi tên Diệp Ký Hư, không cần phải nghi ngờ, đây chắc chắn là việc duy nhất nó sẽ làm tiếp theo. Nhưng khoảng thời gian này chỉ kéo dài 3 ngày, hoặc là Diệp Ký Hư bị nó giết chết, hoặc là nguồn lây nhiễm sau 3 ngày sẽ khôi phục lại nhận thức một cách rõ ràng, thừa cơ hội lẩn trốn. Cho dù là kết quả nào cũng đều không thể chấp nhận được. Lâm Lâm nhịn không được lại cúi đầu nhìn tin nhắn nổi tiếng nổi tới. Trong khung chat, đối phương vẫn chỉ có một tin nhắn này, nhưng bây giờ đã quá nổi tiếng rồi. Tên đeo kính râm chết tiệt, cư nhiên vẫn chưa đi làm. Rõ ràng là hai người cùng nhau đi làm nhiệm vụ, cuối cùng người này lại đi trễ. Anh ta tức giận cất điện thoại, nhất định phải báo cáo chuyện này lên trụ sở chính. Nhưng hiện tại, tạm thời chỉ có thể tự mình phụ trách giám sát. Chỉ mong là đừng gặp phải nguồn lây nhiễm sớm như vậy. Xét cho cùng, với tư cách là một chấp pháp viên cấp 2, cậu ta không có đủ năng lực để xử lý loại sinh vật đó. Phía trước là khu sinh thái nước ngọt, càng ngày càng có nhiều du khách, bầu không khí dần trở nên ngột ngạt, hình ảnh đám đông chồng chất lên nhau phản chiếu trên vách kính. Lâm Lân bị dòng người đang tiến về phía trước xô đẩy, cảm xúc tức giận bị cắt ngang, trong tầm mắt đột nhiên lóe lên tia sáng. Anh ta theo bản năng nhìn về hướng đó, sau đó bắt gặp ánh mắt của chính mình trên vách kính. Trong mắt của anh ta phản chiếu trên lớp kính trở nên mờ ảo, mang màu nâu nhạt, bởi vì có gần sóng nên trông khác hẳn mọi khi. Lâm Lân ngẩn người nhìn vài giây, bỗng nhiên trong lúc lơ đãng, anh ta nhìn thấy từ trong tấm kính phản chiếu một bóng đen bất thường lẫn trong đám đông. Đó là lông mày anh ta giật giật, tim như ngừng đập. Cùng lúc đó, như để xác nhận suy nghĩ của anh ta, cây bút máy cài trên túi áo phát bỗng phát ra tiếng bíp bíp, chỉ số lây nhiễm tăng vọt. Đây là nguồn lây nhiễm 3301. Trong ánh mắt kinh hãi của Lâm Lân, nó đi theo dòng người lảo đảo, bước chân loạng choạng đi về hướng bóng dáng Diệp Ký Hư vừa biến mất. Đi đâu rồi, rốt cuộc đã đi đâu rồi? Rõ ràng lúc nãy còn nhìn thấy kia mà. Nhịp tim của Lâm Lân đập loạn xạ, hơi thở đột nhiên trở nên vô cùng khó khăn. Làn sóng khách du lịch trước vừa mới rời khỏi khu vực đi về hướng đó là đi ngược dòng người, tầm nhìn bị cản trở, cộng thêm âm thanh hỗn tạp, tiếng gọi vốc sột soạt trong đám đông hỗn loạn, hoàn toàn không nhìn rõ động tĩnh của nguồn lây nhiễm 3301. Anh ta luống cuống chen lẫn trong đám đông, phải nhận về vài tiếng mắng chửi, nhưng trong đầu lại ù ù, hoàn toàn không nhớ ra chuyện xin lỗi. Điện thoại rung lên, Lâm Lân giơ tay trái lên gọi quen, nhìn vào màn hình, cuối cùng cũng thấy tin nhắn trả lời từ người đeo kính râm kia. Tôi đến rồi, đang xếp hàng, cậu ở đâu? Cuối cùng cũng có tin nhắn mới, nhưng bây giờ phải trả lời thế nào đây? Anh ta hoàn toàn không biết. Cây bút máy trong tay anh ta có thể đọc được chỉ số lây nhiễm xung quanh. Hơn nữa, để có thể tìm thấy nguồn lây nhiễm 3301 một cách chính xác, anh ta đã đặc biệt xin cấp loại mới có thể chỉ ra nơi tập trung giá trị lây nhiễm. Theo lý mà nói là có thể phán đoán được đối phương đã đi đâu, nhưng mà hôm nay không phải ngày làm việc sao? Sao bên trong vẫn đông như vậy? Giới hạn khách là cái gì chứ? Nóng chết luôn rồi. Điều hòa của hệ cung bật cũng như không. Về nhất định phải đăng bài bán vốn mới được. Bực thật đấy, đến muộn mà cũng không được nói giận. Phải tỏ ra rộng lượng, làm như không có chuyện gì xảy ra. Người bên cạnh đụng trúng mình vậy mà không hề xin lỗi. Đúng là không còn gì để nói. Nhưng mà đã bỏ lỡ cơ hội để nói rồi. Thật ghét bản thân, yếu đuối của mình quá. Trên mặt, trên áo sơ mi của phần lớn du khách đều thấm đẫm mồ hôi. Người thì lấy tay vào chó, vị tay vô tình đụng trúng người bên cạnh. Người thì cười nói vui vẻ, nhưng ánh mắt lại chất chứa sự chán ghét với bạn đồng hành. Trong tầm mắt, hầu như trên mặt tất cả mọi người đều mang theo cảm xúc phẫn uất, bất mãn và oán giận. Không chỉ vì sự tồn tại của nguồn lây nhiễm 3301, những cảm xúc tiêu cực tập trung ở hệ cung này đã khiến toàn bộ môi trường bị bao trùm bởi chỉ số lây nhiễm đang tăng lên nhanh chóng. Nguồn lây nhiễm 3301 giống như một giọt nước hòa vào biển cả. Chết tiệt, chết tiệt. Cây bút máy không thể phán đoán chính xác được. Tuy rằng đối phương đã biến mất ở khu vực sinh thái nước ngọt, nhưng có thật là đã đi vào đó không?
Nếu như lại đi theo dòng người từ lối đi sang khu vực khác thì sao? Nếu như thật sự chạm mặt Diệp Ký Thư thì hậu quả sẽ như thế nào? Là một chấp pháp viên cấp 2, Lâm Lân không có năng lực và trình độ như cấp 1, có thể dựa vào lý trí của bản thân để phân biệt được nơi tập trung của nguồn lây nhiễm. Đây chính là sự khác biệt rất lớn giữa các cấp bậc. Khoảnh khắc này, anh ta cảm thấy bất an tột độ, phẫn nộ với thực lực của bản thân. Mình thực sự có thể đảm bảo an toàn cho Diệp Ký Thư, người được coi là mồi nhử sao? Hệ thống phân công nhiệm vụ này cho mình có phải là nhầm lẫn rồi không? Anh ta lại một lần nữa vô thức siết chặt sợi dây chuyền trong tay, vì đột nhiên dừng lại tại chỗ, cơ thể bị đám đông xô đẩy, gương mặt của mọi du khách lọt vào tầm mắt dường như đều trở nên méo mó, cổ tay bị rung lắc, điện thoại đột nhiên nhận được tin nhắn mới. Anh ta cúi đầu nhìn vào màn hình, tôi vào trong rồi, người đông thật đấy, cậu có gần khu sinh thái nước ngọt không? Nó ở đó, dụ nó đi. Nhìn thấy tin nhắn, tinh thần Lâm Lâm như được vực dậy, ngẩng đầu lên, đi ngược dòng người về hướng lúc nãy. Tốt nhất cậu nên tỏ ra chuyên nghiệp một chút. Rốt cuộc là tại sao mình lại bị một kẻ đến mù giáo huấn chứ? Hơn nữa còn là giọng điệu ra lệnh như vậy. Lâm Lâm cảm thấy thật không nói nên lời. Cho dù không nói thì anh ta cũng sẽ làm. Nếu gặp phải tình huống nguy hiểm, cho dù có phải đánh đổi bằng mạng sống, anh ta cũng tuyệt đối sẽ không để Diệp Ký Hư xảy ra chuyện gì trước mắt mình. Khu sinh thái nước ngọt đã ở ngay trước mắt. Lầm lầm đi được dòng người, cuối cùng cũng vào được bên trong khu vực. Điều hòa trong nhà được bật rất mạnh, mặc dù trước đó có thể nhìn thấy ánh nắng chiếu vào, nhưng lúc này lại lạnh đến mức như thể đang bước vào đáy biển. Nhưng rất tiếc, chỉ mới đi được vài bước, luồng khí lạnh đã bị đám đông chen chúc nước chẩn. Ánh mắt anh ta lướt nhanh trong đám đông, bên tai là những tiếng xì xào bàn tán của các du khách khác. Nhưng anh ta căn bản không có tâm trí để ý đến bố cục xung quanh, mà không ngừng di chuyển luồn lách qua vai người khác. Rõ ràng là Diệp Ký Hư không phải là người sẽ lẫn vào trong đám đông, đáng lẽ phải dễ dàng nhìn thấy chứ. Nhưng không biết tại sao, mặc dù lúc này anh ta nín thở dồn hết tâm trí, nhưng vẫn không thể tìm thấy bóng dáng của cậu ngay lập tức. Thì lạ thật đấy, gương mặt ưa nhìn, dáng người cũng cao ráo cân đối, sao có thể không tìm ra được ngay chứ? Rốt cuộc là tại sao? Lầm lần lắc đầu, cố gắng gạt bỏ những suy nghĩ vẩn vơ ra khỏi đầu. Bây giờ không phải lúc để nghĩ đến chuyện này. Việc cấp bách là phải nhanh chóng tìm thấy cậu trước khi những chuyện tồi tệ hơn xảy ra. Anh ta quay trái, quay phải, nhìn chằm chằm vào đám đông, không bỏ sót bất kỳ ngóc ngách nào. Xin lỗi, cho tôi xin. Lầm lần lại đưa tay ra đẩy một du khách đang chắn trước mặt, ngẩng đầu lên, bỗng nhiên chú ý đến người ở cách đó không xa. Cách anh ta vài mét, Diệp Ký Hư đang hơi nghiêng người, tránh dòng người, đứng im lặng trước mắt kính. Cậu không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn khung cảnh trước mặt, tuy ăn mặc rất tùy ý, nhưng lại không hợp với khung cảnh xung quanh. Rõ ràng như vậy, vừa rồi, tại sao mình không nhìn thấy? Lâm lần dừng bước, cảm giác vi diệu đó lại hiện lên trong lòng. Tuy chỉ nhìn thấy xương mặt của cậu, nhưng không nghi ngờ gì nữa. Đây là một gương mặt có thể khiến người ta đang bực bội trong nháy mắt bình tĩnh lại. Không biết hình dung như vậy có đúng không? Nhưng từ lúc nhìn thấy Diệp Ký Hư, anh lại cảm thấy rất an tâm đến lạ. Anh ta biết rõ, Diệp Ký Hư là người bình thường, nên thứ mang đến cho anh ta không phải là cảm giác an toàn liên quan đến sự sinh tồn, mà là không hiểu sao lại có cảm giác tâm hồn được thanh lọc. Dường như những cảm xúc tiêu cực bồn chồn chỉ cần đến gần Diệp Ký Hư đều sẽ tiêu tan hết. Là một người thường xuyên tiếp xúc với nguồn lây nhiễm, tinh thần và lý trí của Lâm Lân luôn bị giam cầm trên một sợi dây mỏng manh, không biết bản thân lúc nào sẽ sụp đổ. Nhưng chỉ cần giống như bây giờ nhìn chằm chằm cậu thì lập tức cảm thấy cơ thể đang căng thẳng được thả lỏng. Cho dù không phải mục tiêu nhiệm vụ, cậu muốn trở thành bạn bè. Anh ta nhìn chằm chằm Diệp Ký Hư, bất giác có chút ngẩn ngơ. Đột nhiên một ánh mắt rơi vào người anh ta, Lâm Lân lập tức rùng mình một cái. Chỉ là cơ thể đột nhiên có cảm giác bị nhìn chằm chằm như vậy thôi, mà luồng khí lạnh vốn đã hiu quắn bỗng chốc từ xương sống leo lên, cánh tay và bắp chân lộ ra ngoài đều nổi da gà, khiến anh ta đột nhiên muốn gãy, muốn bóp nát nhãn cầu của chính mình. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Lâm Lân dùng sức ngón tay đâm sâu vào lòng bàn tay. Chính vì cơn đau dữ dội này, anh ta mới có thể nhìn được cái xung động khó hiểu này. Mặt đột nhiên quay về phía nguồn ánh sáng, tìm kiếm nguồn gốc khiến cơ thể anh ta run rẩy. Sau đó, đối diện với một đôi mắt đen láy, một người thanh niên đang đứng bên cạnh Lâm Lân. Ban đầu, đối phương cũng đang nhìn người phía sau giống như anh ta vừa rồi, nhưng lúc này,
đã quay mặt sang nhìn anh ta. Trên khuôn mặt xinh đẹp đó hoàn toàn không có biểu cảm gì, chỉ là cứ như vậy nhìn chăm chăm cậu người trước mắt, không lên tiếng, cũng không có bất kỳ động tác hồi nào. Phát hiện rốt cuộc Lâm Lân cũng chú ý đến mình mới chịu động môi. Lâm Lân, đối phương dường như đang nói cái gì đó, nhưng đầu óc anh ta lại hoàn toàn không hề hiểu được rốt cuộc là vì sao lại không hề phản ứng bình thường được. Sau đó anh ta trơ mắt nhìn người nọ ngừng nói, phé miệng lộ ra nụ cười khinh miệt chế nhiễu. Cùng lúc đó, ở vị trí cửa sổ kính phía sau đối phương, những đàn cá ban đầu phân tán trong nước biển không hiểu sao đều đồng loạt tràn đến, giống như những cái xác không còn lý trí, không có tự trọng, qua đập vào bể kính tê liệt, quay quanh thứ tồn tại hấp dẫn nhất chúng. Những đàn cá lớn phong nền nước biển xanh biếc. Người đàn ông đang đứng bên cạnh Diệp Ký Hư ở vị trí góc bức trong bóng tối mỉm cười nhìn cậu. Bức tranh quá mức kỳ dị khiến người ta sợ ngay óc. Lâm Lâm lập tức đứng chôn chân tại chỗ, không dám nhìn Diệp Ký Hư nữa. Tuy nhiên màn nhảy vẫn ù ù, tất cả máu trong cơ thể dường như đều dồn hết lên não trong khoảnh khắc này. Anh ta cứ như vậy rơi vào trạng thái tống gỏng, không biết qua bao lâu khi anh ta bị dòng người xô đẩy từ phía sau, lúc này mới hoàn hồn. Nhưng đợi đến lúc Lâm Lâm vội vàng nhìn lại thì Diệp Ký Hư và người thanh niên kia đã biến mất khỏi tầm mắt. Diệp Ký Hư nhìn chăm chăm vào chỗ hai bàn tay đang nắm chặt lấy nhau. Khi bước ra khỏi khu sinh thái nước ngọt, hai người bất ngờ nắm tay nhau. Cậu có chút bất ngờ, sau đó phản ứng đầu tiên là ngẩng đầu lên xem xét biểu cảm của đối phương lúc này. Không ngờ cậu nói tiếp theo có Yến Mị lại là gặp phải người phiền phức, bây giờ cần Ký Hư an ủi. Diệp Ký Hư, người phiền phức sẽ có chuyện như vậy sao? Thật khó tưởng tượng ra dáng vẻ Yến Mị ghét bỏ ai đó. Dù sao những người Yến Mị không thích rất nhanh sẽ không xuất hiện trước mặt hắn nữa. Giống như trong ký ức trước đây của cậu, những người sau khi tỏ tình với Yến Mị thất bại đều sẽ biến mất. Nhưng về thái độ của Yến Mị quá đổi đương nhiên nên cậu đã lặng lẽ nuốt lời phản bác của mình xuống. Yến Mị đứng bên cạnh cậu một lúc, nhìn chăm chăm vào hai bàn tay đang nắm chặt, không hiểu sao tâm trạng đột nhiên tốt lên, khẽ lắc lắc nói, Ký Hư, đàn cá lúc nãy đẹp thật đấy, anh muốn đi qua đường hầm dưới đáy biển đến khu vực trưng bày mẫu vật bên kia xem thử. Diệp Ký Hư đáp, ưu điểm của việc đi cùng hai người là được kéo đến địa điểm tiếp theo mà không cần tự mình suy nghĩ về hướng đi. Nhưng dù vậy, cậu không khỏi hơi mất tập trung, nghĩ đến đàn cá đẹp mà đối phương đã đề cập trong lời nói. Lúc nãy, đàn cá tụ tập lại, cậu còn chưa kịp phản ứng, nhưng khi chúng như phát điên lao vào kính, thậm chí có vài con bị máu thịt be bét, cảm giác kỳ quái đó là trào dâng. Người mà vạn người mê có thể đạt đến mức độ này sao? Cậu đang suy nghĩ. Đột nhiên chỗ hai người nắm tay siết chặt, dòng suy nghĩ bị cắt đứt. Diệp Ký Hư ngẩng đầu lên, nhưng ngay lập tức đã bị ánh nắng chói chang chiếu vào. Không biết từ lúc nào hai người đã đi ra khỏi đường hầm dưới đáy biển. Diệp Ký Hư lẩm bẩm, không ngờ khu trưng bày mẫu vật lại ở bên ngoài. Thời tiết trở nên quá nóng nên cần phải cởi áo phát ra. Cậu khẽ cử động cơ thể, ánh mắt rơi vào bóng dáng đang nhìn chăm chăm vào mình ở cách đó không xa. Bất ngờ lọt vào tầm mắt, mắt người nọ đỏ ngầu dưới ánh sáng mặt trời như vậy, cả khuôn mặt sưng vù, dường như có thứ gì đó đang ngọ ngoại dưới da. Cảm giác bồng tròn bất thường đó thu hút người ta vô thức nhìn vào, muốn tìm hiểu xem rốt cuộc là thứ gì đang ngọ ngoại. Trần Khách Danh, sao gã lại ở đây, là vì Yến Mị sao? Diệp Kiếp Hư suy nghĩ một chút vẫn lên tiếng, Yến Mị, người đối diện kia là. Nhưng lời còn chưa dứt, trước mắt đã bị một bóng đen bao phủ, tầm nhìn của cậu bị che khuất. Lúc này chỉ có thể nhìn vào bóng dáng của người trước mặt. Đối phương đứng trước mặt cậu, rất tự nhiên nhận lấy áo phát của cậu, không để cậu phải cầm nắm thứ đồ vật nặng nhọc trong tay. Đừng để ý đến những người không liên quan, nóng quá, Ký Hư có muốn ăn kem không? Diệp Ký Hư nhìn chằm chằm, nhưng chưa kịp phản ứng gì. Sau đó Yến Mị đưa tay ra, lần nọ vén tóc cậu ra sau tay, hạ giọng nói bên tai cậu, cổng bảo tàng có xe kem, chúng ta qua đó đi. Lát nữa muốn Ký Hư mua cho anh, có được không? Bây giờ tâm trạng của anh đang rất tệ, muốn Ký Hư chiều chuộng anh một chút. Khi đã qua 9 giờ sáng, dù thời tiết có vẻ mát mẻ đến đâu thì nó cũng sẽ nhanh chóng trở nên oi bức. Mùa hè năm nay là như vậy, mặc dù một trận mưa lớn vừa trút xuống đêm qua, nhưng nó cũng không khiến nhiệt độ giảm đi chút nào. Cạch, Diệp Ký Hư cắn một miếng que kem, cảm giác lạnh buốt sọc hẳn vào miệng, gần như muốn đông cứng lại. Cậu nới lỏng hàm răng,
hé lối ra để giảm bớt cảm giác lạnh. Sau đó nghiêng đầu nhìn về phía Yến Mị đang ở bên cạnh. Rõ ràng đối phương đã nói là mời cậu, nhưng khi đến chỗ xe kem hay lại không mua gì cả, chỉ nhìn người bán hàng đưa cho cậu một cây kem que vị cam, khiến Diệp Ký Hư không khỏi nghi ngờ nhìn vào khuôn mặt đang mỉm cười của Yến Mị. Anh không ăn sao? Chờ một lát nữa ăn. Yến Mị chỉ nhìn cậu, ánh mắt dừng lại ở vị trí đôi môi Diệp Ký Hư. Trong nháy mắt, vô số lý do vượt qua tâm trí cậu, mặc dù không hiểu tại sao, nhưng chắc chắn không phải vì Yến Mị nghĩ rằng cậu không đủ tiền mua, vậy nên có lẽ là vậy sao? Nếu đúng như vậy, chẳng phải cậu là một người bạn trai quá tệ sao? Phải nghĩ cách xóa bỏ ấn tượng này mới được. Nếu không, cậu luôn có cảm giác hình ảnh của mình trong lòng Yến Mị sẽ ngày càng xấu đi. Diệp Ký Hư rất muốn lập tức lấy điện thoại ra tìm kiếm cách xử lý tình huống này, nhưng Yến Mị đã kéo cậu rời đi. Bên trong khu trưng bày mẫu vật không có nhiều người, có lẽ là do hầu hết du khách đến đây đều muốn xem qua một số khu vực triển lãm khác trước, thay vì đến khu trưng bày mẫu vật khô khan nhàm chán ngay từ đầu. Diệp Ký Hư đoán như vậy, khu trưng bày mẫu vật ở đâu cũng có, không cần thiết phải đến thủy cung để xem. Nhưng Yến Mị có vẻ rất hứng thú. Từ lúc hai người bước vào đây, ánh mắt của hắn vẫn chưa rời khỏi lúc qua các cơ sở vật chất bên trong khu trưng bày. Nhìn thấy vậy, Diệp Ký Thư cũng hướng ánh mắt về xung quanh, giống như những gì tưởng tượng. Cách bài trí rất phổ biến, có vẻ như để giữ cho các mẫu vật được nguyên vẹn, nên không chỉ ánh sáng lờ mờ mà còn sử dụng đủ loại tủ kính. Xác chết của các sinh vật đã chết được cách ly nghiêm ngặt, hoặc được đặt trong tủ kính trưng bày có nền màu nâu, hoặc được treo cao trên tường, đôi mắt cứng đờ, trắng nhợt lòi ra, nhìn chằm chằm vô cảm vào những du khách đi ngang qua. Cảnh tượng này khiến cậu có cảm giác khó chịu. Cảm giác này càng trở nên rõ ràng hơn khi cơ thể bị bao bọc bởi cái nóng. Bởi vì mặc dù nhiệt độ bên trong tủ kính trưng bày bây giờ được duy trì ở mức cực thấp, nhưng ngược lại nhiệt độ trong phòng lại cực kỳ cao, không khác gì đứng trực tiếp dưới ánh nắng mặt trời, không có gì mới mẻ cả. Diệp Ký Hư dời mắt, không biết từ lúc nào mà kẻ ngón tay đã trở nên dính nhát. Cậu cúi đầu xuống, mặt không chút biểu cảm, phát hiện cây kem que trong tay đã bắt đầu tan chảy, chất lỏng chảy dọc theo que gỗ dệt xuống lòng bàn tay. Đang lúc cậu đang suy nghĩ xem phải làm sao thì một giọng nói đột nhiên vang lên bên tai. Tìm thấy rồi. Diệp Ký Hư ngẩng đầu nhìn Yến Mị, hắn đang nhìn về phía xa, dường như không chú ý đến động tĩnh của cậu. Rất nhanh sau, Diệp Ký Hư cũng nhìn theo hướng nhìn của đối phương, phát hiện ra đó là một cánh cửa hé mở, chỉ để lộ ra một khe hở nhỏ. Yến Mị dẫn cậu đi về hướng đó, mãi cho đến khi đến gần cửa, cậu mới nhận ra đây là một phòng nghỉ tạm thời. Lý do có thể tìm thấy nó có lẽ là do Yến Mị đã tìm hiểu rất kỹ trước, nếu không thì với lượng người như hiện tại chắc chắn đã có người đến rồi, không thể nào còn chỗ trống để nghỉ ngơi nữa. Điều bất ngờ là bên trong phòng nghỉ lại có điều hòa, không gian nhỏ hẹp xung quanh lại được làm bằng kính trong suốt, có lẽ là để phù hợp với chủ đề, nên trong kính bất ngờ phản chiếu những đường vân màu đen, vừa hỗn loạn vừa nguy hiểm, lấp đầy tầm mắt. Ánh sáng vẫn lờ mờ, những đường vân dài như bóng đen, giống như xúc tu của một sinh vật nào đó. Ở trong căn phòng như vậy, người ta có cảm giác như mình đang chìm sâu trong vòng tay siết chặt của một thứ gì đó kỳ quái. Diệp Ký Hư buộc mình phải dời mắt, ánh mắt rơi vào cách bài trí trong cùng. Mọi thứ đều ổn, chỉ là ghế sofa hơi hẹp nên chỗ ngồi chỉ vừa đủ cho hai người. Cạch, âm thanh đóng cửa vang lên từ phía sau. Diệp Ký Hư quay đầu lại, vừa lúc nhìn thấy động tác buông tay nắm cửa của Yến Mị. Không ngờ sao, đứng lâu như vậy chắc em cũng mệt rồi. Không biết tại sao tim Diệp Ký Hư bỗng dưng đập thình thịch. Lúc trước khi có nhiều người thì không sao, một khi ở riêng với nhau, cảm giác căng thẳng đó lại ô về trong lòng. Biểu cảm của Yến Mị rất kỳ lạ, khuôn mặt luôn mỉm cười đó, mặc dù lúc này vẫn vậy nhưng lại khiến người ta cảm thấy như bị bao phủ bởi một lớp bóng tối. Tâm trạng thật sự tệ đến vậy sao? Diệp Ký Hư ngồi xuống ghế sofa, Yến Mị tiến lại gần cậu cũng ngồi xuống bên cạnh. Hai người dựa sát vào nhau, chân cũng kề sát vào nhau. Màn hình điện thoại đặt bên cạnh đột nhiên sáng lên, có một tin nhắn mới. Diệp Ký Hư liếc nhìn, thấy người gọi vẫn là ban quản lý của game, nên cậu không mấy hứng thú dời mắt đi. Yến Mị cũng nhìn qua màn hình điện thoại của cậu. Lúc trước bên hỏi, Ký Hư rất thích cá sao? Không chỉ máy tính mà hình nền điện thoại cũng là cá. Tại sao chỉ là cá? Nó là thứ mà có thể nhìn thấy ở khắp mọi nơi. Đối với câu hỏi của Yến Mị, Diệp Ký Hư theo bản năng giải thích cho hành động của mình, chính là vì nó bình thường nên em mới thích. Điều này rất bình thường,
bình thường nên mới thích, bởi vì bình thường sao? Người bên cạnh lặp lại những từ này, không biết tại sao, chỉ sau qua lần hắn đột nhiên không nói nữa, không có Yến Mị chủ động tìm chủ đề. Hai người lại chìm vào im lặng, từ trước đến nay luôn ở bên nhau, mặc dù tự làm việc của mình, nhưng sự im lặng này thật ra cũng không khiến người ta cảm thấy ngột ngạt. Tuy nhiên lúc này, Diệp Ký Thư lại đột nhiên muốn làm gì đó khác đi, chuyển hướng sự chú ý, ít nhất là không muốn trống rỗng như bây giờ. Nó đến cậu lập tức cúi đầu, nhìn ve kem trong tay đã tan chảy hoàn toàn, những mảnh vụn đó còn sót lại đã mờ đi ở mép ve gỗ. Trong tầm mắt là bóng dáng im lặng của Yến Mị. Thật ra cuộc hẹn lần này vẫn rất tệ phải không? Mặc dù Diệp Ký Thư chưa từng hẹn hò với ai khác, cũng chưa từng tìm hiểu nhiều về cách hẹn hò của người khác, nhưng mơ hồ lờ mờ, cậu cảm thấy từ sáng ngày hôm nay đã tràn ngập những rắc rối, hình như cũng không khá hơn lần trước là bao, thậm chí lần trước còn tốt hơn một chút. Ít nhất là lần trước khi cậu đưa chiếc móc khóa bạch tuộc nhỏ cho đối phương, biểu cảm vui mừng trân trọng đó không hề giả tạo. Cậu lại một lần nữa nhận ra mình quả thật là một người yêu cũ điển hình. Rốt cuộc hai người không hợp nhau ở điểm nào, ngay cả sở thích cũng là hai đường hẳn song song không bao giờ giao nhau. Ký Thư, chai sắp chảy hết rồi. Diệp Ký Thư dừng lại một chút mới hoàn hồn. À, tài cũng sẽ bẩn. Em vứt nó đi đây. Nhưng trước khi cậu đứng dậy tìm hôn ghét thì đột nhiên ngón tay bị người bên cạnh nắm lấy. Động tác đột ngột dừng lại, bàn tay đang cầm que kem của cậu cùng với cơ thể bị kéo về phía Yến Mị đầy bất ngờ. Khoảnh khắc tiếp theo, một cảm giác ẩm ướt truyền đến từ đầu ngón tay. Diệp Ký Thư không khỏi mở to mắt, đôi môi mỏng có Yến Mị chạm vào đầu ngón tay của cậu. Dưới ánh mắt của cậu, lưỡi hắn lướt dọc theo kẽ ngón tay bị dính nước đường rẽ tiền, từ vị trí ban đầu cho đến góc ngón tay, tất cả những dấu vết ẩm ướt chính nhát còn sót lại đều bị bao phủ. Dưới ánh mắt chăm chú của cậu, đối phương ngẩng đầu lên nói, anh cũng muốn nếm thử xem có vị gì. Bị liếm tay rồi, lần đầu tiên bị đối xử như vậy, mặc dù vẫn không có biểu cảm gì, nhưng cơ thể lại phản bội ý chí, vô thức cung lên vì kích động. Hóa ra đây là ý nghĩa của câu chờ một lát nữa. Tài cậu nóng gan, đầu óc trống rỗng, không hỏi bắt đầu suy nghĩ vẩn vơ, chắc sẽ sớm kết thúc thôi, chỉ cần chịu đựng thêm một chút nữa là được. Nhưng đối phương không nhận không buông tay cậu ra, mà còn dùng gan cán nhẹ liếm vào vị trí góc ngón áp út của cậu. Cậu cảm thấy hơi đau. Diệp Ký Thư không hề chịu đựng được nữa, cố gắng rút tay về, nhưng điều đó bất ngờ chỉ là một cái, cậu đã dễ dàng thoát khỏi sự kìm kẹp của đối phương. Nhưng ngay khi cậu chớp mắt để lộ vẻ mặt bất ngờ thì quần áo trên ngực đã bị vò nát. Chỉ nghe thấy bên tai ầm một tiếng, cơ thể đã bị ép chặt vào vách kính phía sau. Anh rất ngoan, Ký Thư thưởng cho anh được không? Yến Mị nói, mặc dù gặp phải chuyện khiến anh chán ghét, nhưng anh đã không làm trước mặt mọi người nữa. Khuôn mặt đó trong tầm mắt của Diệp Ký Thư, ảo phản cách giao tiếp bình thường, nó đã đủ thu hút ánh nhìn rồi. Bây giờ là ảo phản cách gần như vậy, càng khiến người ta không thể rời mắt. Mặc dù không biết Yến Mị đang đòi hỏi điều gì, nhưng đầu óc cậu đã hoàn toàn choáng váng. Sự tiếp xúc gần gũi này không chỉ thuộc về phạm trù giao tiếp nói chuyện bình thường, dường như còn ẩn chứa dục vọng nào khác, khiến người ta không khỏi rung mình. Yến Mị cười nói, Ký Thư thích khuôn mặt của anh sao? Giọng nói cực hấp, hơi thở ấm áp phả vào tai Diệp Ký Thư. Hai tay Yến Mị nâng mặt cậu lên, chỉ nhìn cậu như vậy, chỉ thích khuôn mặt thôi sao? Ban đầu Diệp Ký Thư còn có thể chịu đựng được, nhưng khi thời gian hai người nhìn nhau quá lâu, má cậu dần nóng lên. Cuối cùng khi cậu để lộ vẻ mặt không tự nhiên quay mặt đi, nắm chặt áo sơ mi theo bản năng lùi lại né tránh, thì hắn không nói hai lời liền áp sát vào mặt cậu. Đừng cắn anh! Hai người dựa vào nhau rất gần, giá tay, má và mí mắt đều bị hắn dùng môi chạm vào. Trong phòng rất lạnh, nhưng lúc này lại nóng đến kinh người. Thời gian trôi qua, cây kem que trong tay Diệp Ký Thư đã tan chảy hoàn toàn. Từ ngón tay tới vị tai đều bị dính đầy nước đường, dính cả vào quần áo của hai người. Nhưng mặc dù vậy, Yến Mị mắt bệnh sạch sẽ, vẫn phải mất một lúc lâu mới buông cậu ra. Không biết có phải vì thở gấp hay không, cộng thêm việc thiếu oxy trong thời gian dài, nên cảnh tượng trước mắt Diệp Ký Thư trở nên chao đảo. Ngực cậu phập phồng dữ dội. Bên trong phòng nghỉ kín mít, những bóng đen trên cửa sổ dường như cũng đang nhảy múa vầy phấn khích. Yến Mị đưa tay chạm vào nút ruồi trên sống mũi Diệp Ký Thư, giọng nói có vẻ rất vui. Sao lại nín thở thế? Mặt đỏ hết cả rồi, đáng yêu thật. Ký Thư, đây là nụ hôn đầu tiên sao? Em hơi vụng về đấy, lưỡi với môi đều nhỏ xíu. Ban đầu Diệp Ký Thư vẫn còn đang ngơ ngác, hoàn toàn chưa định hình được tình huống. Nhưng sau khi nghe thấy câu nói này, đột nhiên một cảm giác xấu hổ khó tả dâng lên trong lòng.
Cậu giơ tay lên lấy khuỷu tay che mặt. Tại sao tự nhiên lại thành ra thế này? Cậu hoàn toàn không có sự chuẩn bị nào cả. Thậm chí lúc này, đầu óc cậu vẫn còn hơi choáng váng. Nếu như lúc trước ở câu lạc bộ điện ảnh còn có chút chuẩn bị, thì cuối cùng đã đẩy ra nên cũng không hôn được. Nhưng diễn biến hiện tại lại hoàn toàn nằm ngoài dự kiến. Cho dù có muốn như vậy, thì người chủ động cũng nên là mình mới đúng chứ. Nhìn thấy phản ứng lúc này của cậu, phía trước dường như vang lên một tiếng cười cực kỳ mơ hồ. Bất kể em đang nghĩ gì, nhìn nhận anh như thế nào, ít nhất bản thân anh nhất định đã trở thành cổ Diêm Ký Hư rồi, nếu không sẽ không vui như vậy. Diệp Ký Hư cứng họng, sau đó hơi ấm áp đang lè lên người cậu biến mất, sức lực trói buộc biến mất khỏi người cậu, cùng với một tiếng cạch vang lên, Yến Mị rời khỏi cái sofa đứng trước mặt cậu. Mặc dù không nhìn, nhưng có thể cảm nhận được ánh mắt của đối phương vẫn luôn dừng trên người cậu. Giằng co một lúc lâu, hắn nói, hình như lại làm dơ thêm rồi, anh đi lấy giấy đây, Ký Hư ở đây đợi anh nhé. Tuy rằng còn chút chuyện phải giải quyết, nhưng sẽ không lâu đâu. Cặp mãi cho đến khi nghe thấy tiếng cửa mở, Diệp Ký Hư mới buông tay xuống, nhìn về phía vị trí Yến Mị biến mất. Cuối cùng hắn cũng đi rồi, cậu không khỏi phở phào nhẹ nhõm, căng thẳng quá, cảm giác tim vẫn còn đập hình thịch. Cuối cùng Yến Mị muốn làm gì? Cứ tiếp tục như vậy, mình sẽ không nhìn được mà đáp lại mất. Nhưng như vậy, hình như không được. Diệp Ký Hư cúi đầu nhìn tay mình, que gọt vẫn còn cầm trong tay. Lần này là thật sự không còn gì sót lại cả. Cái ngón tay vẫn nhấp nháp như vậy. Cậu nhìn vài giây, đột nhiên trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả. Cơn xúc động không tên xuất hiện. Diệp Ký Hư đưa tay lên, đặt ngón áp út bị răng Yến Mị cắn lên miệng, nhìn chăm chăm vào vị trí lưu lại dấu răng, sau đó cũng khẽ cắn một cái. Lầm lầm đúng trong đường hầm dưới đáy biển, rất nhiều du khách dừng chân tại đây, khiến tầm nhìn cũng không tốt hơn chút nào. Chỉ trong nháy mắt vừa rồi, Diệp Ký Hư đã biến mất khỏi tầm mắt, có thể đi đâu nhỉ? Còn nữa, người thanh niên bên cạnh vừa nãy là Yến Mị sao? Thật ra tối hôm qua anh ta nên đi tìm đối phương hỏi trước về chuyện nguồn lây nhiễm 3301, nhưng vì xảy ra biến cố nên kế hoạch bị hủy bỏ, anh ta không có cơ hội nói chuyện. Lúc đó là trời mưa, trong màn đêm mưa bão, anh ta dường như đã nhìn thấy đối phương một lần, nhưng ngoài ra còn cho anh ta một cảm giác bị thu hút mãnh liệt, là bởi vì đã xem qua hồ sơ một lần nên ấn tượng sâu đậm hơn, càng khó quên hơn sao. Phải nói là khuôn mặt của đối phương quả thật là rất khó khiến người ta bỏ qua. Không chỉ vậy, mối quan hệ xã hội cũng cực kỳ tốt. Từ những thông tin thu thập được, cũng như đánh giá của những người xung quanh, cho dù đi đến đâu, bên cạnh Yến Mị đều có rất nhiều người quay quanh cố gắng bắt chuyện với hắn. Vậy khi trong lúc lơ lãng, chú ý đến Diệp Ký Hư xuất hiện, hắn mới rời khỏi đám người đó để ở riêng với cậu. Nên cho dù là vào buổi tối hôm qua, nhìn thấy trong khoảng thời gian bất thường qua cửa sổ xe dưới trời mưa to, chắc hắn cũng chỉ là đi tìm Diệp Ký Hư thôi. Hai người đang trong mối quan hệ yêu đương. Từ tin nhắn gửi cho Diệp Ký Hư, có thể thấy được Yến Mị là một người có tính chiếm hữu cao. Chẳng phải đã biết rõ rồi sao, anh ta cứ nhìn chằm chằm Diệp Ký Hư như vậy, khiến hắn cảm thấy khó chịu là chuyện rất bình thường. Nhưng trong đầu Lâm Lân lại không kiềm chế được hiện lên cảnh tượng vừa nhìn thấy, cơ thể đã nổi da gà trước cả lý trí. Chết tiệt, không thể nghĩ lung tung nổi. Lâm Lân khinh bỉ chính mình, tâm trạng của anh ta gần đây quá bất ổn, không thể giữ vững lý trí, chính là nguyên nhân căn bản khiến anh ta không thể trở thành chấp pháp viên cấp 1. Nếu muốn sớm được thăng chức thì nhất định phải bình tĩnh lại, gặp chuyện phải bình tĩnh một chút, nếu không như vậy tuyệt đối không thể đạt thành tâm nguyện. Bớt, anh ta dứt khoát giơ tay lên, tự tát mạnh vào mặt mình một cái. Bị đánh rồi, mặc dù cơ thể vẫn còn đang ớn lạnh, nhưng bây giờ quả thật đã tốt hơn nhiều rồi. Rốt cuộc ai mới là người bị điên quậy? Bây giờ đã hoàn toàn bị công việc biến thành hình dạng chữ M rồi. Du khách xung quanh đột nhiên ồ lên kinh ngạc. Đỉnh đầu Lâm Lân bị một bóng đen khổng lồ bao phủ. Có sinh vật khổng lồ nào đó dưới đáy biển bơi qua phía trên đường hầm che phức ánh sáng đèn tham quan chiếu từ hai bên. Loài cá này có kích thước rất lớn. Nó lướt qua, trong bóng tối bao trùm đã lấy điện thoại của Lâm Lân lại quang lên. Màn hình màu lam nhạt, hiển thị có tin nhắn mới. Anh ta cúi đầu xem. Cậu đang ở khu vực nước ngọt sao? Qua đây, ngay lập tức. Xảy ra chuyện rồi, bên dưới có đính kèm định vị thời gian thật. Lâm Lân, anh ta không chút do dự, lập tức quay đầu chạy ngược về hướng ban nãy. Chỉ mất 3 phút, anh ta đã đến vị trí mà người đàn ông đeo kính râm gọi cho mình, thở hổn hển, hai tay chống không thở dốc. Sao? Sao vậy? Xảy ra chuyện gì rồi? Người đàn ông đeo kính râm đang quay lưng về phía anh ta, trên người mặc đồ vest lịch lãm, nhìn chăm chăm về phía trước không trả lời. Lâm Lân đứng thẳng người, nhìn quanh bốn phía, sau đó lại phát hiện đây chính là nơi anh ta vừa ngẩn người, sau đó để lạc mất Diệp Ký Hư.
Chỉ là nơi này không còn vắng vẻ rộng rãi như lúc trước, mà là bị một đám đông du khách vây quanh. Có người thậm chí còn lấy điện thoại ra chụp ảnh về phía trước, nhưng cũng có một số người lại nắm chặt tay người bạn đồng hành bên cạnh, lộ ra vẻ mặt muốn nôn mửa. Ghê quá, cái đó là cái gì vậy? Sao vẫn chưa thấy nhân viên quản lý đến vậy? Người đàn ông đeo kính râm đột nhiên nói, nhiệm vụ kết thúc rồi. Hả? Lâm Lân vẫn chưa hiểu chuyện gì, theo bản năng phát ra câu nghi vấn. Đúng lúc này, phía trước lại vang lên tiếng động náo loạn của đám đông đang nôn khan. Vài người có khả năng chịu đựng tâm lý kém đã ngã xuống, nhưng lại không gây ra sự hoảng hốt. Cảnh tượng trước mắt Lâm Lân cuối cùng cũng được hé lộ, tầm mắt tràn ngập một màu đỏ tươi. Đó là những mảnh thịt vụn lẫn với cả xương cốt, máu tươi nhuộm đỏ cả vùng nước biển. Lúc này, ở khu triển lãm khổng lồ trước mắt, vô số loài cá nước ngọt đều đổ xô đến ghẻ gói thi thể đang ngâm mình trong nước. Mặc dù thi thể đó vẫn đang co giật vùng vẫy kịch liệt, nhưng vẫn bị đàn cá rực rỡ sắc màu này bao quây đến mức không một kẽ hở. Gầm, gầm, cách lớp kính quan sát, tứ chi của kẻ đó bị nước biển đẩy đập mạnh vào thành kính. Thịt vụn dính đầy trên thành kính, nhìn chăm chăm vào đường viền mờ ảo, cảm giác chua chát lâng lên trong dạ dày. Tuy rằng khuôn mặt đã bị nhè đi, nhưng nhìn mình áo, Lâm Lân lại vô cùng quen thuộc. Đồng tử anh co rút lại, bị ăn thịt rồi. Nguồn lây nhiễm 3301 bị đàn cá ăn thịt rồi. Gã không xuất hiện trước mặt Diệp Ký Thư, không biết vì lý do gì vậy mà lại tự mình xuất hiện sau lớp kính. Một lần nữa chết đuối trong nước, lần đầu tiên gặp gã chính là tận mắt chứng kiến gã đi về phía hồ nước nhân tạo sâu hun hút của trường học. Lâm Lân đã ngăn gã lại, vậy mà bây giờ gã dường như không hề thoát khỏi kết cục lúc trước, lại làm ra chuyện giống hệt như vậy. Lâm Lân lẩm bẩm, nguồn lây nhiễm 3301 chết rồi sao? Người đàn ông đeo kính râm chết rồi, có chấp pháp viên cấp 1 ở đây thì việc phán đoán về vật ô nhiễm sẽ không có sai sót. Thật sự đã chết rồi, rõ ràng là không thể bị giết bằng phương pháp thông thường ấy mà cứ như vậy mà chết. Lâm Lân không dám tin vào những gì mình nghe thấy, vẫn ngây ngốc nhìn chăm chăm sau lớp kính khổng lồ của thầy cung, những vết máu loang lổ tràn ngập trong tầm mắt. Trước khi tôi đến, cậu có nhìn thấy gì không? Anh ta nghe thấy bên cạnh truyền đến giọng nói bình tĩnh của người đàn ông đeo kính râm. Không có. Đột nhiên lời nói đột ngột dừng lại, cực kỳ đột ngột. Trong đầu Lâm Lân lóe lên cảnh tượng mình vừa chứng kiến, người thanh niên tên Yến Mị đứng trước lớp kính của thầy cung. Ánh sáng xanh thẳm của nước biển chiếu xuống từ phía sau hắn, phía sau lưng tràn ngập các biển sáng chói đến lóa mắt, khiến người ta không thể nhìn thẳng vào khuôn mặt xinh đẹp của hắn. Trong khoảng ánh sáng và bóng tối đan xen, hắn đứng bên cạnh Diệp Ký Hư, khoảng cách cực kỳ gần. Lúc đối phương không chú ý quay mặt nhìn sang nhìn anh ta với vẻ mặt không chút biểu cảm, Lâm Lân bị ánh mắt này trực tiếp làm cho chôn chân tại chỗ. Sau đó đôi môi anh ta mấp máy. Đây là vì sao? Đó là một khung cảnh chẳng liên quan, thế nhưng lại đột ngột hiện lên chồng chéo lên cảnh tượng thịt cuộn trôi nổi trước mắt. Hơi lạnh phả vào mặt, hai khung cảnh cứ liên tục tương ngược trong đầu. Bỗng nhiên anh ta nhớ ra lúc đó đối phương cuối cùng đã nói gì với anh ta. Đây là của tôi, chạy vỏn vẹn bốn chữ, thế nhưng lại toát lên ý tàn nhẫn đến mức không dám nhìn thẳng, không cho phép chạm vào. Đây là một lời cảnh cáo trần trụi như một chậu nước lạnh dội hẳn từ đỉnh đầu Lâm Lân xuống, tứ chi anh ta lạnh buốt tê cứng. Trong phòng nghỉ, Diệp Ký Hư đang ngồi đợi một mình, thật sự rất nhàm chán. Thế là cậu lại lấy điện thoại ra, hình như game lại gửi thông báo cho cậu. Bây giờ cũng đang rảnh nên cứ xem thử là cái gì vậy. Nhưng sau khi thật sự mở ra xem, cậu mới phát hiện lần này không phải là kiểu thông báo lặp đi lặp lại như cậu tưởng. Người gửi là nền tảng livestream chính thức của cậu. Xin hỏi có phải streamer qua HM không? Bên tôi có một kế hoạch hợp tác, không biết cậu có thể nhận lời hay không. Nền tảng livestream đang lên kế hoạch cho dịch vụ tạo dựng ngôi sao, đã liên hệ với một số streamer phù hợp bao gồm cả cậu, muốn thử nghiệm một buổi livestream chơi game online nhiều người. Nếu cậu đồng ý, cậu sẽ cùng tương tác với một số streamer khác, lợi nhuận livestream trong ngày hôm đó sẽ được chia đều. Ngoài ra, nếu phản hồi tốt về sao sẽ... Ánh mắt Diệp Ký Hư dừng lại tại đây, chở nhiều quá có hơi không muốn đọc nữa. Ngay lúc cậu định tắt màn hình, đột nhiên đối phương lại gửi thêm một tin nhắn. Với độ hot của cậu trên mạng hiện nay, chỉ riêng doanh thu từ người xem thì thu thập là tìm kiếm được hơn 100.000 tệ là chuyện bình thường. Diệp Ký Hư khựng lại, ánh mắt cậu lướt trên dòng chữ doanh thu vài giây. Sắp đến sinh nhật Yến Mỹ rồi, mặc dù cậu không thích nhận donut vô cớ của người khác, nhưng nếu là doanh thu do dự vài giây, ngón tay cậu gõ trên bàn phím trả lời, có thể tắt chức năng tặng quà, chỉ livestream thôi được không? Chắc là đối phương đang chờ phản hồi,
Vừa đúng lúc không rời khỏi điện thoại nên vừa thấy tin nhắn của cậu đã lập tức trả lời ngay. Được chứ, đây vốn là phong cách của cậu, có thể tiếp tục duy trì. Cảm ơn, tôi sẽ suy nghĩ. Có tiếng động vọng ra từ cửa, Diệp Chí Thư tắt điện thoại, hướng ánh mắt về phía phát ra âm thanh, bóng dáng Yến Mị đột vào tầm mắt. Chí Thư, anh về rồi đây. Giọng nói ung dung vui vẻ quen thuộc, trên mặt hắn mang theo nụ cười quen thuộc, bầu không khí u ám ban nãy biến mất không còn một mảnh, khiến người ta cảm thấy toàn thân đều trở nên thoải mái. Diệp Chí Thư chớp mắt, Yến Mị gặp chuyện gì vui trên đường về sau? Tuy không biết là chuyện gì, nhưng tâm trạng hắn đã bình thường trở lại rồi, đây là chuyện tốt. Nói đến cũng lạ, tính cách của hắn hoàn toàn trái ngược với cậu. Tâm trạng của Yến Mị rất dễ dao động, giống như cơn mưa gió bất chợt không hề báo trước, lúc nào cũng có thể trở nên tồi tệ, thỉnh thoảng lại thấy như làn gió nhẹ hỏng qua, đôi khi lại khiến người ta lạnh sống lưng, nhưng đồng thời tốc độ thoát khỏi trạng thái cũng rất nhanh, cho dù không quan tâm đến cũng không biết vì sao lại đột nhiên trở nên vui vẻ như lúc này. Lúc cười lên vẫn luôn đẹp nhất, khiến người ta liên tưởng đến những thứ lấp lánh dưới ánh mặt trời. Đó là gương mặt mà Diệp Ký Hư vô tình nhìn thấy trước khi hai người hẹn hò. Ký Hư lại đang suy nghĩ gì vậy? Anh về rồi cũng không thèm nhìn anh một cái sau. Mãi đến khi Yến Mị tiến lại gần nắm lấy một bàn tay của cậu, Diệp Ký Hư mới hoàn hồn, khẽ ôm một tiếng. Đột nhiên, cậu nhớ đến chuyện mà hắn nói muốn đi giải quyết trước khi rời đi. Cậu hỏi, anh đã giải quyết công chuyện xong rồi sao? Yến Mị đang lấy khăn giấy ướt ra, cúi đầu cẩn thận lau những ngón tay dính kem chải của cậu. Nói xong rồi, sẽ không còn ai đến quấy rầy chúng ta nữa, chúng ta có thể yên tâm hẹn hò tiếp, hôm nay vẫn còn sớm mà. Dù sao thì em luôn thích bình thường đơn giản, để em không chán ghét anh thì nhất định phải làm như vậy. Chủ đề chuyển đổi quá nhanh, Diệp Ký Hư có hơi không theo kịp. Cậu ngập ngừng hỏi, chúng ta vẫn đang nói chuyện con cá sao? Chủ đề cuối cùng mà họ nói chính là cái này. Hay thật ra là Yến Mị lại đang tự áp đặt bản thân vào rồi. Dù sao thì đối phương và hai chữ bình thường chẳng có chút liên quan nào, cho dù là ai cũng sẽ đưa ra kết luận như vậy, nhưng cậu sẽ không chán ghét Yến Mị, cho dù sau khi tiếp xúc rồi phát hiện tính cách thật của hắn khác với tưởng tượng đi chăng nữa, cậu vẫn luôn như vậy. Em sẽ không chán ghét anh. Bầu không khí vẫn còn hơi ngượng ngùng, Diệp Ký Hư đột nhiên nhớ ra cậu đã từng xem trên mạng, để tăng thêm sức thuyết phục cho lời nói nên thêm một câu bông đùa, trừ khi anh làm ra chuyện gì có lỗi. Nghe vậy Yến Mị đột nhiên im bặt. Hắn nghi hoặc dừng lại vài giây rồi bắt đầu chậm rãi nói, à anh cũng chuẩn bị quà cho Ký Hư rồi. Nói xong hắn giơ tay lên, trong tầm mắt cậu để lộ ra một chiếc túi ni lông trong suốt, nước trong túi được đổ một nửa, bên trong có một con cá quèn nhỏ màu đỏ đang bơi qua bơi lại trong túi, màu sắc vô cùng chói mắt dưới ánh sáng lờ mờ. Trên đường về anh thấy có người bán cái này, ý mày nói vì nghĩ đến Ký Hư nên anh lập tức mua nó ngay. Cảm ơn anh. Hai tay Diệp Ký Hư nhận lấy, nói không hết là giả, đặc biệt khi đây là món quà mà Yến Mị tặng cậu. Cậu không khỏi nhìn con cá quen nhỏ bơi qua bơi lại, thấy cậu đã cầm chắc, hắn mới đứng thẳng người. Mặc dù động tác rất nhanh nhưng Diệp Ký Hư vẫn vô tình liếc mắt nhìn thấy phía dưới cổ áo sơ mi của hắn có một vết bẩn không rõ ràng, nhìn rất giống máu, vết bẩn khâu lại trên đó kết thành một nốt ruồi nhỏ sẫm màu. Diệp Ký Hư nhìn chăm chăm vào điểm nhỏ đó, muốn phân biệt xem rốt cuộc là cái gì. Nhận thấy ánh mắt của cậu, Yến Mì hẳn nhiên đưa tay ra, dùng ngón tay miết qua vết bẩn đó rồi mỉm cười nói, bẩn rồi sao, xin lỗi. Tuy nhiên vết bẩn bị trà sát bên trong vẫn còn ướt, càng làm bẩn mảng vải đó hơn. Hắn cũng ý thức được điều này, hắn cụp mặt xuống nhìn bàn tay dính bẩn của mình. Diệp Ký Hư vội vàng nói, để em lau tay cho anh. Vừa rồi Yến Mì đã làm như vậy cho cậu, cậu cũng muốn thử cảm giác dùng khăn giấy ướt chăm sóc đối phương, nhưng quả nhiên, vẫn cảm thấy anh không nên làm bẩn nó đúng không? Diệp Ký Hư, trong tầm mắt cậu, mặc dù khóe miệng Yến Mị vẫn duy trì nụ cười, nhưng ánh mắt đã tối sầm lại. Nói đến chuyện này, vừa nãy, lúc đi ngang qua bảo tàng mẫu vật, ngoài túi cá vàng này ra, anh còn thấy có người bán bùa hộ mệnh. Nghe nói chỉ cần mua về, tặng người mình thích mỗi người một nửa là có thể đảm bảo hai người mãi mãi bên nhau. Thật nực cười, loại chuyện này sao có thể đảm bảo được? Chỉ là một chiếc mặt dây chuyền bằng gỗ thôi, ngay cả lời hứa hẹn cũng không tính nữa là. Cho dù có hứa hẹn, anh cũng không tin loại đồ vật này, bởi vì trên thế giới này chỉ có lời nguyền và án hận mới là sâu sắc nhất. Loại lời hứa hão huyền đó chẳng phải là lúc nào cũng có thể dễ dàng rút lại vì không thích hoặc là chán ghét hay sao? Diệp Ký Hư, Yến Mị, anh muốn bùa hộ mệnh sao?